Lão nông vào nhà hàng cao cấp bị đuổi thẳng và câu chuyện ít ai ngờ tới trong ngày hôm sau. Quý vị thính giả thân mến, bước vào một nhà hàng sang trọng, lão nông lập tức bị cô phục vụ xinh xắn đuổi thẳng. Nhưng những gì diễn ra vào sáng hôm sau có lẽ đã khiến cô gái đó cả đời không dám quên. Cổ nhân có câu, người bất khả mạo tướng, hải thụy bất khả đấu lượng. Câu này có nghĩa là chúng ta không thể nhìn vào tướng mạo bên ngoài của một con người để đánh giá tài đức của người đó, giống như nước biển không thể đi dùng những cái đấu để đong đo. Có một câu chuyện thú vị như thế này, bạn đọc hãy cùng đọc và ngẫm xem câu nói của người xưa đúng đến mức nào. Lý Kim Lan là một nhân viên phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Chưa tính đến tiền bo của khách, thu nhập mỗi tháng của cô cũng đã hơn 1.000 đô la Mỹ. Đến nhà hàng dùng bữa hầu hết đều là những người rất giàu có. Có những thời điểm tiền thưởng có được từ những vị khách hào phóng lên đến cả 100 đô la Mỹ. Bản thân Kim Lan rất tự hào vì được làm việc trong một nhà hàng cao cấp đến vậy. Cô cho rằng mình có năng lực, da trắng, ngoại hình đẹp, gương mặt thanh tú càng khiến cho nữ nhân viên này cảm thấy mình có ưu thế hơn người. Một hôm trong lúc làm việc, Kim Lan phải tiếp một người nông dân lớn tuổi, ăn mặc giản dị bước vào cửa hàng. Cô nhân viên lập tức tỏ thái độ coi thường, cho rằng người đàn ông lớn tuổi này có lẽ vừa từ nhà quê ra tỉnh, trên người chẳng có tiền, đừng nói đến tiền bo, sợ rằng tiền ăn thôi cũng không trả nổi. Quả nhiên người này cất tiếng nói, cho tôi một cốc nước lọc trước đi. Lý Kim Lan liền trả lời rằng, ở đây không có nước lọc, chỉ có rượu và đồ uống, nếu không gọi món thì hãy mau đi đi. Giọng cô nhân viên phục vụ không chút nể tình, ông chẳng thể gọi nổi món ở đây đâu, đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi. Trước khi đứng dậy bỏ đi, người đàn ông cao tuổi tặng cho Kim Lan một câu, làm bất cứ việc gì đều cần phải để cho mình một đường lui, đối xử với người cũng vậy, để sau này còn có cơ hội nhìn mặt nhau. Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi nhà hàng còn chưa có khách, giám đốc của nhà hàng liền cho gọi toàn thể nhân viên đến và nói, hôm nay chúng ta sẽ đón chủ tịch hội đồng quản trị, hãy chuẩn bị thật kỹ nhé. Nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến, Kim Lan lập tức lấy gương ra dặm lại má, chải chuốt thêm cho thật xinh và thầm nghĩ. Chủ tịch đến nhất định phải lưu lại ấn tượng đẹp nhất trong ông ấy, như vậy mới có thể thăng chức tăng lương. Không lâu sau, bên ngoài xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Từ trên xe bước xuống tiến thẳng vào cửa hàng là một người đứng tuổi, mặc đồ Âu màu đen. Tất cả các nhân viên đều cúi đầu mỉm cười chào, hoan nghênh chủ tịch hội đồng quản trị. Người đàn ông cao tuổi gật đầu bước vào trong. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí, giám đốc nhà hàng cất lời. Chúng ta có chủ tịch hội đồng quản trị mới đến nói chuyện với mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ có Kim Lan. Khi ngước mắt nhìn thẳng vào vị nhân sự cấp cao mới, cô bất ngờ chết điếng, tim đập loạn xạ vì tình huống khôn lường này. Tại sao lại là ông ta? Trước mặt cô chính là ông lão nông dân nhà quê bị cô đuổi khỏi ra quán hôm trước. Sau này, Kim Lan không bao giờ còn cơ hội quay lại nhà hàng đó nữa. Cô bị sa thải, mặc dù vô cùng hối hận nhưng tất cả đều đã muộn. Trên thế giới này không có người bán thuốc hối hận để có thể giúp cô gái trẻ cứu vãn tình hình. Đọc xong câu chuyện này, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ tự tích lũy thêm một bài học cho bản thân, tuyệt đối không dựa vào diện mạo bên ngoài để đánh giá một con người. Người bất khả tướng mạo, hải thủy bất khả đấu lượng là trí tuệ của người xưa. Ngay cả Khổng Tử, một tượng đài lớn trong lịch sử Trung Quốc, cũng đã từng mắc sai lầm và tự đúc rút ra bài học cho chính bản thân mình. Trong cuốn Hàn Phi Tử Hiển Học có ghi chép, Khổng Tử có 3.000 đệ tử, trong đó có một người tên là Đạm Đài Tử Phủ, tướng mạo khác người. Vì lẽ đó, Khổng Tử nhận định người này tài năng đức hạnh cũng chẳng bằng ai. Thế nhưng ở cạnh nhau một thời gian, Khổng Tử đã thay đổi hẳn quan điểm, cách suy nghĩ ban đầu của mình. Trong số các đệ tử của ông có một người tên là Tể Dư. Hồi đầu, vì ăn nói phi phàm, Khổng Tử cho rằng người này rất có trí tuệ. Tuy nhiên về sau, ông lại phát hiện ra rằng trí tuệ và cách ăn nói của người này không tương khớp. Hai trải nghiệm đó khiến Khổng Tử thầm than rằng, nếu ta chỉ đơn thuần dùng bề ngoài mà phán đoán người khác tốt xấu, sẽ mắc sai lầm giống như trường hợp đánh giá sai người tài là Tử Phủ. Nếu ta chỉ dựa vào cách ăn nói mà đánh giá năng lực tài hoa của người khác, vậy sẽ phán đoán sai người như Tể Du. Thương bà lão ăn mày, chàng trai bốc phát nhường cái áo duy nhất cho bà. Bà ơi, bà có lạnh lắm không? Bà lấy cái áo này của cháu mặc tạm vào cho đỡ rét bà. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Bố mẹ ở nhà đau yếu, lại còn hai em đang tuổi ăn tuổi học, nên Mạnh quyết định bỏ học cao đẳng giữa chừng, ra ngoài làm thuê kiếm tiền gửi về cho gia đình. Lúc đầu anh không dám nói với bố mẹ,
Nhưng lần bố phải vào bệnh viện tốn gần 30 triệu, mẹ lo lắng không biết kiếm đâu ra số tiền đó, thì Mạnh đã rút hết số tiền tiết kiệm đưa bà. Và từ lúc đó Mạnh đã không thể nào giấu bố mẹ chuyện mình đã bỏ học được nữa. Mẹ Mạnh buồn lắm, vì với ông bà, Mạnh là đứa con ngoan, hiếu thảo, học khá. Ông bà kỳ vọng vào con nhiều, mà giờ nó lại bỏ học giữa chừng. Nhưng rồi sau bà cũng hiểu, nếu không có số tiền đi làm của Mạnh, thì làm sao có tiền đóng viện phí cho chồng. Cũng vì hoàn cảnh gia đình, cũng vì nó nghĩ tới bố mẹ và các em, nên mới phải đường cùng làm thế thôi. Bà không oán trách con mà còn thương con hơn. Sau khi bố mẹ biết mình nghỉ học đi làm, thì Mạnh không phải lén lút giống như trước nữa. Anh xin đi làm công nhân ban ngày, tối thì đi bốc phát thuê để kiếm thêm thu nhập. Lương được bao nhiêu, trường chi tiêu sinh hoạt Mạnh gửi hết về cho mẹ. Nhờ Mạnh đi làm mà hai em có thể đi học, không còn lo lắng mỗi khi nhà trường thông báo đóng tiền, bố anh cũng có được những viên thuốc khi trái gió trở trời. Dù năm đó đã 24 tuổi, nhưng Mạnh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới vợ. Trước mắt đứa em thứ hai chuẩn bị vào đại học, nó học còn khá hơn anh không thể để em phải nghỉ học giữa chừng như mình được. Cuối cùng thì cả nhà cũng được ăn mừng khi đứa em thứ hai đỗ đại học. Vậy là Mạnh lại cố gắng làm ngày làm đêm để lấy tiền nuôi em. Chưa bao giờ anh dám mua một cái áo hay đôi giày mới cả. Đêm hôm ấy, sau khi đi bốc phát thuê tới tận gần 12 giờ đêm, Mạnh mới tan làm về nhà. Trời mưa rét, anh phải mặc cái áo ấm vào rồi mới mặc áo mưa mà vẫn thấy lạnh. Vừa mới lên xe đi được chừng 10 phút thì bất ngờ gặp cảnh bà lão ăn mày đứng co ro dưới một mái hiên nhà ngay bên đường. Bà cụ chỉ mặc độc một manh áo cộc, người run lên cầm cập. Mạnh vội vàng dừng xe. Bà ơi, bà có lạnh lắm không? Bà lấy cái áo này của cháu mặc tạm vào cho đỡ rét bà ạ. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Đó là cái áo ấm duy nhất anh có lúc đó. Định bụng cuối tháng lấy lương sẽ mua thêm một cái nữa để thay đổi. Trời đang chuyển lạnh nhiều rồi. Khoác xong cho bà lão ăn mày cái áo ấm. Mạnh biết bà cụ chắc là đang đói lắm, nhưng gần đó thì chẳng có hàng quán nào cả. Anh khoác cái áo mưa rồi lên xe dặn bà ở đó. Anh sẽ phóng đi mua chút đồ ăn về cho bà. Nhưng rồi khi mua được đồ ăn quay trở lại thì đã không còn thấy bà cụ ăn mày đâu nữa. Kể từ đó ngày nào Mạnh cũng đi qua con đường ấy, nhưng chưa một lần gặp bà cụ. Thương bà không biết đêm đó bụng đói, bà đi có vững không hay lại ốm quỵ ở đâu đó. Nhưng rồi Mạnh lại phải trở lại với guồng quay công việc kiếm tiền nuôi đứa em học đại học và gửi một phần về phụ giúp bố mẹ ở nhà. Cứ ngỡ ông trời cho mình sức khỏe như thế chỉ vì chăm chỉ làm thôi. Nhưng không ngờ cuối năm đó, Mạnh bị một cơn đau dữ dội phải vào viện cấp cứu. Anh bị lao phổi, phải chữa trị và nghỉ ngơi. Mạnh không muốn ở lại viện, vì ở lại viện vừa tốn tiền thuốc lại vừa không đi làm được. Đứa em anh có nguy cơ lại phải nghỉ học như anh trước đây mất. Mạnh không cho em báo tình hình căn bệnh của mình cho bố mẹ ở nhà biết. Một mặt anh xin bác sĩ cho về nhà tự điều trị, nhưng vừa về chiều hôm trước, sáng hôm sau anh lại đi làm ngay. Và trưa đó thì đột quỵ phải vào viện cấp cứu. Lần này bác sĩ nói, nếu anh không ở lại điều trị, thì chắc chắn tính mạng sẽ khó giữ. Mạnh lo sợ tột cùng, nhưng điều anh lo không phải là tính mạng của mình, mà sợ em phải nghỉ học. Mạnh lại tính sẽ trốn viện về nhà, thì bất ngờ có người tới thăm anh. Mạnh choáng váng khi nhận ra bà lão ăn mày cùng một cô gái xinh đẹp bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng ấy, rồi hỏi thăm nhà Mạnh. Mọi người trong khu ngõ trầm trồ. Xe đẹp quá, không dưới 4 tỷ đâu. Cậu nhận ra tôi không? Bác là bà lão ăn mày. Đúng rồi, đêm đó nhờ cái áo ấm của cậu mà tôi có đủ sức khỏe đi tiếp tìm con gái tôi và tôi mới thoát chết. Thì ra bà bị con trai và con dâu hãm hại. Sau khi lừa bà, làm giấy thừa kế hết tài sản cho họ xong thì họ liền đẩy bà ra đường không một xu dính túi. Bà cụ phải ăn mày lang thang mấy tháng trời mới tìm được đến thành phố nơi con gái bà sống. Và cuối cùng bà cũng tìm được cô ấy, và bây giờ quay lại đây tìm Mạnh để trả ơn. Cậu đang bệnh thế này, cần được vào viện chữa trị. Vào viện tốn tiền lắm, cháu phải đi làm nuôi em trai ăn học và gửi tiền về nhà cho bố mẹ ở quê nữa. Cậu thật là người con hiếu thảo, hãy để tôi và con gái tôi trả ơn cho cậu. Con gái bà cụ nhận trả viện phí cho Mạnh sau đó, còn xin cho anh một công việc tử tế, nhàn hơn và kiếm ra tiền hơn để nuôi em học. Khi em trai Mạnh ra trường, bà cụ ăn mày gọi Mạnh tới. Con gái tôi chưa có người yêu, tôi muốn cậu làm con rể tôi có được không? Mạnh choáng váng chưa biết trả lời thế nào thì cô con gái của bà đã nhanh miệng bảo: mẹ em đã muốn nói điều này
từ khi gặp anh rồi. Nhưng lúc đó sợ anh từ chối, giờ thì có lẽ anh sẽ không phải lo gánh nặng gia đình nhiều nữa, nên chắc không từ chối. Mạnh thực sự không ngờ số mình lại may mắn như vậy. Thế nên đừng ngại làm việc tốt, đừng ngại giúp đỡ người khó khăn, rồi một ngày bạn sẽ nhận lại được phần thưởng còn nhiều hơn gấp bội những gì bạn đã cho đi.